Chiều nay, trên cương vị đồng chủ tịch chương trình Đông Nam Á của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Việt Nam đã phối hợp với Australia và OECD tổ chức diễn đàn Bộ trưởng OECD Đông Nam Á năm 2022. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu tại diễn đàn. Với chủ đề kết nối khu vực, thúc đẩy quan hệ đối tác hướng đến chuỗi cung ứng tự cường và bền vững, diễn đàn tập trung đánh giá những thách thức, cơ hội và giải pháp đối với chuỗi cung ứng của khu vực và toàn cầu, nâng cao vai trò của Đông Nam Á trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định chương trình quốc gia Đông Nam Á SERP của OECD đã đồng hành cùng các quốc gia Đông Nam Á gần 10 năm qua. Với sứ mệnh của OECD là xây dựng chính sách tốt hơn vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Với Đông Nam Á được xác định là ưu tiên chiến lược trong chính sách của OECD. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng quan hệ đối tác giữa OECD và các nước Đông Nam Á sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới vì hòa bình, ổn định, tự cường và thịnh vượng của cả hai khu vực và trên thế giới. Tại diễn đàn, Tổng thư ký OECD Matthias Cormann đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trên cương vị đồng chủ tịch chương trình SERP, nhấn mạnh tầm quan trọng của diễn đàn trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đứng trước những thách thức chưa từng có tiền lệ. Tổng thư ký nhấn mạnh OECD hết sức coi trọng vai trò của khu vực Đông Nam Á trong chiến lược mở rộng hợp tác của tổ chức này. Qua hai phiên thảo luận, các thành viên nhất trí một số định hướng hợp tác quan trọng, đồng thời nhất trí thông qua kế hoạch hành động hợp tác ASEAN-OECD và kế hoạch hành động hợp tác Việt Nam-OECD giai đoạn 2022-2026. Cũng tại diễn đàn, lần đầu tiên các nước OECD và Đông Nam Á nhất trí thành lập mạng lưới doanh nghiệp OECD Đông Nam Á. Chiều nay, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị triển khai các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự hội nghị. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, thực hiện tái cơ cấu các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, bám sát chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và quan điểm chỉ đạo về lấy doanh nghiệp làm trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học là chủ thể nghiên cứu, chú trọng thu hút nguồn lực xã hội. Các chương trình bảo đảm không trùng lặp về nội dung và phân bổ nguồn lực, có tính ứng dụng cao đối với phát triển của đất nước. Mục tiêu kết quả của chương trình phải góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, có 10 nhóm lĩnh vực được định hướng ưu tiên phát triển. Hội nghị có sự tham gia của nhiều tham luận chất lượng, đóng góp cho thực tiễn triển khai các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đạt hiệu quả sau này. Hiện Bộ đã trình Thủ tướng phê duyệt 16 chương trình khoa học công nghệ quốc gia, bao gồm 2 chương trình thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt. Bộ phê duyệt 17 chương trình giai đoạn 2021-2025 và 2021-2030. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, vai trò của khoa học công nghệ ngày càng thấy rõ hơn trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bộ Khoa học và Công nghệ phải thực hiện mạnh mẽ hơn nữa việc công khai, minh bạch mọi khâu trong thực hiện chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ, kiên trì, thuyết phục trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế quản lý, tài chính khoa học. Chiều nay, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo thông tin về kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. So với các kỳ cuối năm thông thường, kỳ họp lần này sẽ chỉ diễn ra trong 21 ngày, từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến đối với 7 dự án luật, trong đó đặc biệt xem xét lần đầu với dự án luật đất đai sửa đổi, một trong những dự án luật được cử tri và nhân dân hết sức quan tâm. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Xã hội của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn cho biết, cơ quan soạn thảo đã nỗ lực thể chế hóa tương đối đầy đủ nghị quyết số 18 vào dự án luật đất đai sửa đổi. Trong đó có 8 cơ chế chính sách để giải quyết các hạn chế bất cập đã được tổng kết từ luật 2013 liên quan tới khiếu nại, khiếu kiện, thu hồi, bồi thường, tái định cư giá đất. Bên cạnh đó, liên quan tới vấn đề điều hành giá bán lẻ xăng dầu gây nhiều bức xúc trong dư luận thời gian qua, đại diện Ủy ban Kinh tế Xã hội của Quốc hội cho biết đây là vấn đề thuộc điều hành giá bán lẻ xăng dầu của Chính phủ, cụ thể là của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Chính phủ cũng cần chỉ đạo để các cơ quan chức năng xây dựng lại cơ chế điều hành giá bán lẻ một cách hợp lý hơn, vừa đảm bảo cái lợi ích của người dân, doanh nghiệp cũng như lợi ích của các thương nhân đầu mối xuất nhập khẩu và khu vực bán lẻ xăng dầu. Một trong những vấn đề cũng được dư luận quan tâm đó là việc cần có những quy định đặc thù để xử lý những trường hợp làm chưa đúng quy định pháp luật trong các tình huống cấp bách trong chống dịch COVID-19 thời gian qua.
nghị là chúng ta phải xem xét xong cái vấn đề mà xử lý vi phạm thì chúng ta phải xử lý đánh giá được đúng bản chất, đánh giá được đúng cái hoàn cảnh mà các những người mà thực thi nhiệm vụ của mình thực hiện trong giai đoạn đó, và trong đó quan trọng nhất là chúng ta phải đánh giá được không có cái mục đích cá nhân trong cái vấn đề này. Chúng ta có giải pháp để làm sao sau này có đợt dịch tiếp theo thì những người đó sẽ mạnh dạn tiếp tục được thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, nhiều vấn đề khác cũng đã được thông tin trong buổi họp báo, trong đó có lộ trình thực hiện cải cách tiền lương, kiểm soát hoạt động của hệ thống ngân hàng, miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể.